Mình nghĩ là cái lý do mà mình thực sự là muốn hợp tác với MAD Production vì đơn giản một điều là mình cảm giác MAD Production có một cái khả năng bắt vibe rất là chuẩn. Một khả năng bắt vibe mà mình nhìn thấy trong các sản phẩm trước, và khi mà mình làm Đứa Đó Làm Em Buồn và sau khi ra mắt thì mình đã có cái cảm nhận là ok, mình rất là muốn có một phiên bản mà có một cái năng lượng mà nó vẫn rất là thể hiện rõ được cái câu chuyện và cảm xúc của bài hát, nhưng nó lại rất là tự nhiên và thoải mái. Và cái việc đấy là lý do chắc chắn là mình khiến mình phải tìm đến MAD Production. Nó là một cái điều bất ngờ đấy mọi người ạ. Thực sự là lúc Phúc Du viết, Phúc Du không có cảm nhận là đây là một cái tên hầm hố đâu. Mình chỉ có cảm nhận đây là một cái điều rất là bình thường, một cái câu nói rất là bình thường mình hay sử dụng, cũng như là cái ngôn từ mà mình hay dùng ở trong ngôn ngữ bình thường thôi. Thế nhưng mà khi mà ra thì có vẻ như là đấy là một cái sự nó hơi cục, nó hơi thô một chút, và nó là cái cá tính của mình và không thể nào mà rũa gọt đi được nhỉ. Sau khi phát hành Đứa Đó Làm Em Buồn thì cái cảm giác của mình chắc là cái cảm giác lớn nhất đấy chính là bất ngờ. Bất ngờ từ cái việc mà khán giả của cá nhân Phúc Du cũng như là rất nhiều khán giả mới đón nhận cái bài hát này một cái cách rất là nồng nhiệt. Vì thực sự Phúc Du đã là một cái ông thợ lặng rất là lâu, và cũng như là đây là một lần thay đổi rất là mạnh, thì mình cũng rất là phân vân về cái việc là liệu khán giả có thể chào đón mình hay không. Thế nhưng mà thực sự là mọi người đã chào đón mình bằng những cái tình cảm tuyệt vời nhất. Thì đấy là cái cảm nhận lớn nhất của mình, đấy là bất ngờ. Cái lối chơi chữ ở trong câu đấy thì chắc là nó cũng không hẳn là một cái sự chơi chữ, mà nó thực sự là đến từ cái con tim của mình. Nó là một cái cá tính thật của mình. Đấy là thực sự là mình không giỏi khi mà nhìn thấy một người bạn thân của mình hay là một người mình yêu hay là bất kể một ai mà mình có sự yêu thương mà họ buồn cả. Mình nhìn nó rất là đau lòng luôn, nó rất là quặn lòng luôn. Thế nhưng mà trong cuộc sống thì mọi người biết đấy, chúng ta lúc nào cũng giỏi làm những người mà mình yêu thương buồn. Đấy là cái trải nghiệm của mình, nên là khi mình viết ra cái câu đấy hoàn toàn là từ cái cảm nghĩ khi mình nghĩ về một kỷ niệm mà mình nhận ra là ok, đấy là cái trải nghiệm của mình. Điều mà thực sự là cá nhân Phúc Du muốn nhắn nhủ để tất cả những người đang theo dõi mình, cho dù là yêu quý hay là không, thì thực sự là cảm ơn mọi người đã quan tâm, dành thời gian để quan tâm đến mình, quan tâm đến những suy nghĩ của mình, những câu chuyện của mình, cảm xúc của mình. Cái lần ra mắt trở lại lần này, mình có rất là nhiều cái điều mà mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người, và mình rất là vui vì mọi người đã đón nhận nó như cái cách mọi người đã đón nhận. Vậy thì mình chỉ muốn nói là mình đã lặng đủ lâu rồi, đã để mọi người chờ đủ lâu rồi, và bây giờ khi mình đã trở lại thì mọi người hãy tin là Phúc Du sẽ đặt tất cả cái sự tình yêu cũng như là cái sự biết ơn của mọi người vào từng sản phẩm và từng hoạt động của mình. Nên là mọi người hãy chờ đón xem nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.